Em Cường của Bán Nhật à, chào các bác anh chị nhé. Hôm nay ngày 15 tháng 5 2024 nhé. Như mọi hôm các bác anh chị mua hàng liên hệ có số điện thoại 0909479154 nhé. Nhắn tin, gọi điện, kết bạn Zalo, gọi điện Zalo đều được nha các bác anh chị. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship nhé. Phí ship là phí vận chuyển nha các bác anh chị. Giờ em vô từng chi tiết từng cái bán hàng cho các bác anh chị xem nhé. Ngoài trời đang mưa thì nó cũng hơi ẩm ẩm, hơi ồn nhé. Để vô cái mã đầu tiên nhé, cái mã số 1 nhé, kèm các tarot từ M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 nhé. À, M14 cũng có nhé. Mới loại 2 cây, M16 thì 1 cây nhé. Đây, đây là cây M16 này, M16 bước 2 nhé, bước thông dụng hết nha các bác anh chị. M16 bước 2 nha, hàng không xích mẻ nhé. Nó có bị ố hay bị rỗ một chút xíu nhé, do quá trình nó bị ngấm nước á. Cây này M16 nhé, một cây. Cây này hai cây M12 nhé, M12 bước 1.75, M12 bước 1.75 nhé. Đây, M12 bước 1.75 nhé. Đó, hai cây để dính bụi sắt. Hai cây M12 nhé. Cây này là hai cây M10 nhé, M10 với 1.5. Đây, đỉnh này có hơi chảy nhẹ nhé. Hai cây M10 với 1.5 nhé. Đó. Hai cây này là M8 nhé. M8 với 1.25 nhé. M8 với 1.25. Cây này thì nó hơi bị dính nước, nó hơi bị rỗ xíu đó. Còn hai cây này là M6 nhé, M6 bước 1 nhé, M6 bước 1 các bác chị đó. Hai cây này là M5 nhé. Còn cây này bị mẻ nhé. Đây, có bị mẻ nhẹ đó. M5 bước 0.8 nhé. Hai cây này M4, M4 bước 0.7. Hai cây này M3 nhé, M3 bước 0.5. 2 4 6 8 10 15 cây, tổng 15 cây nhé, 440.000 nhé. Mã số 1 nhé, mã số 1 là 440.000 nha các bác chị. Đó, mã số 1 là 440.000 nhé. Mã số 1 là 440.000 nhé. Có cái mã số 2 nhé. Số 2 là mớ phai thép chó hàng tận dụng nhé. Cái này là 150.000. 150.000 nhé. Này là M16 này. Nó có bị mẻ này. M16. Cái này có M16. M16 nhé, hàng tận dụng nhé. Này M14 này, à phi 14, lộn, tưởng thấy đang đọc tarô chứ nói mờ không rồi. Này phi 14 nhé. Này phi 12. Phi 12. Phi 12 luôn. Này phi 10. Hai cây này là phi 7. Phi 7. Phi 10 nhé. Hàng tận dụng nhé. Phi 8 và phi 6. Và phi 9. Tổng là 2 4 6 8, 12 cây nhé, 12 cây 150 nhé. Mã số 2 nhé, mã số 2 150 nha các bác chị. Qua mã số 3 nhé, hai cái phải tiếp gió này, phi 26 nhé. 26 này, phi 26 này. Cây này phi 26 nhưng mà nó còn có 25.2 thôi. Đó, 25.2 nhé. Đó, hai cây nhé. Hai cây này 190.000 nhé. 190.000 nhé. Mã số 3. Còn mã số 4 nhé. Hai cây tarot. Hai cây này là 400.000. À 200.000 nhé. Mã số 4 200.000. M24 bước 3 nhé. Cây này có bị mẻ mình đây, mẻ mình góc xíu, còn lại là rất đẹp nhé. Bị mẻ một chỗ này thôi, còn lại là đẹp nhé.
Cái này M20 có 2 ly rưỡi. Cái này cũng bị mẹ mở góc thôi. Mẹ mở chỗ này. Đó. Đây trên đây nha. Hai cây này là 200 ngàn mã số 4 nhé. Mã số 4. Có cái mã số 5 nhé. Ba cây khoan. Ba cây này là 280 ngàn nhé. Khoan này là khoan hợp kim nha các bác anh chị. Con này là hàng không phủ nhé. Hàng không phủ này nó khoan nhôm, nhựa, à, đồng đỏ, đồng ấy nhé. Với khoan thép mềm thôi nhé. Thép mềm giống như là C45 thì nó khoan tốt nhé. C45 thì nó vẫn khoan bình thường. Cây này gần như mới nhé. Ba cây này gần như mới. Gần bao nhiêu mới. Nó hàng không phủ nhé. Hàng không phủ nó chỉ khoan nhổ, nhôm, nhựa, đồng và thép mềm thôi nhé. Để em lấy cái thước em đo cái chiều dài nó được bao nhiêu nhé. Ba cây này là phi, ba cây phi năm nhé, ba cây phi năm hàng Nhật hết nhé. Cây này dài tổng là 170 nhé, me cắt của nó là 120 nhé. Ba cây khoan đọc kim nhé, hàng như mới nhé. Ba cây này 280 ngàn. Ba cây khoan đọc kim nhé, 380 ngàn nhé. À, 280 ngàn, mã số 5. 280 ngàn. Mã số 6, một cái khoan hợp kim nhé. Khoan này là phi 12, khoan thép cứng, inox, thép sau nhiệt, mới nhíp xe đều khoan được nhé. Đều khoan ok hết. Dài tổng 190 nhé. 192, 93 gì đó. Me cắt của nó là, mẹ cắt thì cố gắng tối đa được khoảng được 165 nhé. Đó là kịch luôn, 165. Số lượng thì em có vài chục cây. Cái này là 320 ngàn nhé. Cây nào cũng giống cái nào hết nhé. Hàng đẹp hết nhé. 320 ngàn một cây. Phi 12 nhé. Cây này là phi 12 nha các bác chị. Nước xuyên tâm nhé. Khoan chất cứng, inox, nhíp xe hoặc cái gì đó. Đều được khoan ok hết. Đó, 320 ngàn. Mã số 6 nhé. Mã số 7 nhé. Hai cây khoan hợp kim luôn. Hai cây này là 450 ngàn nhé. Con này là khoan đáy bằng này. Con này là khoan thép sau nhiệt đều được nhé. Q11 khoan đáy bằng là khoan những cái bề mặt là nhấp nhô, ví dụ như bề mặt tròn, ví dụ như mình khoan như đây này, mình không cần lấy tâm luôn, nó sẽ nhấn bằng vào khoan luôn cho mình luôn đó. Phi này là phi 11 nhé. Hàng này rất đẹp này. Cây này rất đẹp luôn, như mới luôn này đó. À đây cũng có một chấm mẻ đây nha các bác chị, chấm mẻ nhé. Còn cây này là 14 ly 4 đây, do quá trình vận chuyển này nó có bị va chạm, nó có bị mẻ này, có bao nhiêu có bị mẻ nhé. Đó, nó có bị mẻ đây, mới góc này có bị mẻ này đó. Cây này là 14 ly 4, hai cây này là 450 ngàn nhé. À, có va chạm vận chuyển hợp kim, nó giòn lắm, nó va chạm nhẹ hoặc rớt xuống có khi nó gãy đôi. À dạ, cái này khoan sâu được 80 nhé. Khoan sâu được 80, hai cái khoan hợp kim 14 ly 4 mới 11. Cái này 14 ly 4 mình khoan taro inox, khoan nó rộng một xíu thì ok, có bị mẻ nhé, nguyên bản luôn. Hai cái này là 450 ngàn, mã số 7. Mã số 8, mã số 8 hai cái này cũng là 450 ngàn nhé. Hai cái khoan hợp kim luôn. À, cái này thì có chảy sơ nhẹ đây, cũng là hợp kim nguyên khối nhé. Phi này là phi 13.6 nhé. Nước xuyên tâm cây này thì rất đẹp, có bị một lỗi chỗ này thôi, còn lại là ok hết nhé. 13.6. Còn cây này là 11 ly nhé. À, thì rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. 11 ly thép cứng, inox, chip xe đều khoan hết được nhé. Hai cây này đều khoan được hết nhé. Hai cây này là 450 ngàn nhé. Mã số 8, 450 ngàn. Mã số 8 nhé. Hôm qua cái mã số 9 nhé, cũng là một khoan hợp kim luôn. Mã số 9 này là 330 ngàn. 2 4 6 8 10 mũi khoan nhé. 10 mũi khoan, khoan hợp kim. Mũi này là mũi 9 ly này. Đó, me nó được không được dài nhé. 9 ly nó không được dài nha các bác chị.
khoan này cũng khoan là đáy bằng này nhé, dùng cái khoan những bề mặt tròn nhấp nhô gì đó. Em coi thông số con cây này là bao nhiêu. Cây này 9.6 nhé, 9.6 đó, 9.6. Cây này cũng là khoan đáy bằng luôn, khoan con này sau nhiệt rất là ok. Khoan con này khoan ra 62 HTC đầu được nhé, thì 6 nhé, hàng rất đẹp luôn, thì 6. Còn cây này là thì mấy đây, để em coi cái tần số nó thì 6 thì phải, đúng không? Thì 6 luôn, cây này thì 6, hàng thì rất là đẹp. Khoan này cũng là khoan đáy bằng luôn nhé, đáy bằng này là phi 4 ly. Đó. Còn đây là mấy người nhỏ anh, mấy này là 4 ly luôn này, 4 ly. Hai mũi này là 2 ly 9 và 3 ly rưỡi nhé, là kim hết nhé, rất là đẹp luôn. Con này là phi 3 ly 7, 3 ly 7. Con này thì nó mà nhỏ, chữ nhỏ quá, mắt em lại kém, cắt kém. Này là 1 ly 9 nhé, 1 ly 9. Đầu hơi bị chày chày xíu nhé, cái này đầu hơi bị chày xíu. Tổng là 2, 4, 6, 8, 10 cây nhá. Tổng 10 cây là 330.000 nhé. Mã số 9 nhé, mã số 9, 330.000. Có cái mã số 10 nhé, 4 Petaro này là 600.000. Bước thông dụng hết nhé, M14, M16. Em coi có phải M14, à M16 rồi, M16 để em đổi lại cây M14 nhé. Rồi, đây là em đổi lại cây M14 rồi nhé. Này M14 bước 2 này. Đó, hàng rất là đẹp nhé. Hàng này là của IG, IG là của Hàn Quốc nhé. Con này là của Hàn Quốc nha các bạn anh chị. M16 nhé. À, M14 bước 2 này, một cây này. M16 này, con này của Nhật này. Con này vừa taro thép tẩy inox đều được nhé. M16 bước 2 này, con này đẹp này nhé, công suất mẻ nhé. Con này là M18 bước 2 luôn này. Con này nó bị dính nước nha các bác chị, con này nó bị ngập nước lên đây. Nó bị ố, nó bị dỉ, nó bị rỗ một chút xíu nhé. Nhưng mà cái bên này như mới luôn này, các bác chị đây, bên không ngập nước này, nó như rất là đẹp luôn. Còn đây là dính nước là nó sẽ bị ố, bị dỉ luôn. Đó, con này M18 bước 2 nhé. Con này là M20 bước 2 ly rưỡi nhé, M20. Con này có bị chấm mẻ một chút xíu thôi nhé, chấm mẻ. Đó, 4 cây này là 600.000 nhé, 4 cây này là 600.000 nhé, 600.000. Mã số 19, à mã số 10, 600.000 nhé. Để qua cái mã số 11 nhé, cũng khoan hợp kim luôn, mã số 11 cũng khoan hợp kim. Con này là 330.000 nhé, 330.000. Ngoài nó hơi ồn, các bác chị thông cảm giúp em nhé. Cái này 1 ly 9 luôn, hàng đẹp nhé. À, cái đỉnh nó hơi chảy nhẹ xíu, 1 ly 9. Này 3 ly rưỡi nhé, 3 ly rưỡi, hàng đẹp nhé. Cây này là hàng còn bao đẹp, khoan thép cứng, thép sau nhiệt này. Con này khoan sau nhiệt rất tốt nhé, này phi 6 nhé. Còn thép cứng inox thông nhiệt đều ok cả. Này phi 8.7 nhé, 8.7 nhé. Phi này phi 9 nhé, phi 9, hàng đẹp luôn, phi 9. Cái này là 3 ly 7 nhé, 3 ly 7, 3 ly 7. Còn cây này là hàng không phủ này, hàng không phủ này, khoan 6 ly 2 nhé, khoan nhôm nhựa cắt mềm thôi nhé, chứ con này không khoan là nhíp xe đâu nhé. Con này 6 ly 2, tổng 2, 4, 6, 7 cây nhé, 2, 4, 6, 7 cây. 7 cây này là 330.000 nhé, 330.000 của bác chị. Mã số 11, em qua cái mã số 12 nhé.
một mũi khoan. Khoan này là cũng khoan đáy bằng. Cây này là 280.000. Phi của nó là, để em coi tổng số. Phi của nó là 14.8 nhé. 14.8. Và đáy bằng luôn. Nghe cắt thì nó cũng tương đối dài. Khoan sâu được 80. 14.8, cây này thì rất đẹp nhé. Đáy bằng. Khoan đáy bằng nhé. 14.8. Hợp kim nhé. 280.000 hợp kim nguyên khối nhé. Hợp kim nguyên khối. Đó, 280.000 nhé, mã số 12. Qua cái mã số 13 nhé. Cây khoan. Khoan này cũng là rất đẹp luôn. 14.7. Cây này 390.000 nhé. Mỗi tội là cây này là gần như mới, mà mỗi tội là nó bị thì quá trình nó va chạm nó bị mẻ chỗ này, phí quá. Đây, để mẻ chỗ này nhé, nó mẻ chỗ này cái này đó, nó mẻ chỗ này ba chỗ mẻ nhé. Nó bị quá trình nó và vận chuyển nó bị mẻ nó của bác chị. 14.7 nhé, hàng thì còn là còn bị có bị mẻ. Con này phủ thép cứng inox đều được nhé, rất là đẹp luôn mà tội bị mẻ. Tiếp. Cái này là 390.000 nhé. 390.000 hợp kim nhé. Hợp kim. Đó, hợp kim nguyên khối 390.000, mã số 13. Có cái mã số 14 nhé. Mũi phay này là 250.000 nhé. 250.000. Gồm 2 4 6 8 9 cây phay hợp kim nguyên khối nha các bác chị. Cái này phi 10 này. Phi 10 mà nó có bị mẻ đây nhé. Đó, có bị mẻ nhỏ đây. Còn lại là đẹp hết nhé. Phi 10. Hai cái này là phi 8 nhé. Cái đỉnh này. Cái này nữa. Nó mẻ nhiều quá thì em đổi lại cái khác. Đây, hai cây phi 8 nhé. Đỉnh thì nó hơi chạy chày nhé. Có bạn chị về phải cạnh hoặc là về mài lít sơ lại đỉnh nhé. Đó, mài lít sơ lại đỉnh. Hai cây phi 8 nhé. Hai cây này, hai cây phi 6 nhé. Đỉnh nó có bị chày này. Đó, nó có bị chày đỉnh nha, có bạn chị đó. Đó, hàng nó có sao này, em có nói vậy hết rồi. Đó, em bán là em bán muốn lâu dài chứ không phải là bán cho khách được một lần rồi không bán lại lần nữa. Nên thế là có hàng có sao này em sẽ nói hết như vậy. À, có bị chày nhé. Đó, hai cây phi 6. Này là hai cây phi 4 nhé. Hai cây phi 4, cái này thì nói chung là đẹp. À. Đỉnh là có R nhé, đỉnh nó có R nhé. R0.5. R0.5 nhé. Đó, hai cây phi 4. Cái này là hai cây phi 3 nhé. Hai cây phi 3. Phi 3. Tổng là 9 cây nhé. 9 cây này là 250.000 nhé, mã số 14. Mã số 14. Em qua cái mã số 15 nhé. Mã số 15. Mũi phay hợp kim luôn. 15 này là 300.000. Hai cây phi 3. Đấy. Hai cây phi 3 nhé. Cái này thì nói chung là đẹp. Hai cây phi 3. Này là hai cây phi 4, nó góc đỉnh cũng có R nha các anh chị. Hai cây này cũng đẹp, nói chung là cũng là đẹp. Hai cây phi 4. Này là hai cây phi 6 nhé. Hai cây phi 6, đỉnh này một cây có chày nhẹ. Cây thì đẹp. Hai cây phi 6 nhé. Cái này là hai cây phi 8 này. Cây phi 8 một cây dài cái ngắn này, cái đỉnh này có hơi chày nhẹ, chày nhé, đó, có bị chày nha các bạn chị, đó, về mài lít sơ lại nhé, phi 8, cây này cũng là phi 8 luôn, nhưng mà me dài nhé, cây này thì là rất là đẹp, phi 8, còn cây này phi 10 nhé, này nó hơi bị dơ này, chưa vệ sinh nhé, đó, nó dính dơ, cây này có bị mẻ đây này,
đó, mẻ sơ nhé, hai cái phim 10 nhé, hợp kim hết nhé. Bộ này thì nó cao lên kia 50 nhé, tại vì nó có hai cái cây, hai cái cây dài nhé, dài hơn thì giá nó sẽ đỉnh hơn một chút xíu nhé. À, bộ này là 300.000 mã số 15. Mã số 16 là một cái bộ NT, bộ BT mà em đã chuyển qua đầu chuyển NT rồi nhé. Đây, đầu chuyển đây. Bộ này là 2.3 nhé, C32 nhé. Thì bác nào có máy phay mà đang cần là C32. Kèm 7 cái con led nhé. 7 cái con led. 7 con led đây. 7 cái con led nhé, 6 8 10 12 16 20 25. Con led em có bán lẻ nhé, 170.000 một cái nhé, 170.000 một cái. Hàng Nhật hết nhé, không phải hàng Trung Quốc nhé. Đây, 170.000 một cái, hàng Nhật. Kèm 7 cái con led này, một bộ của nó. 7 cái con led và một tai xiết. Tai xiết này thì nó bị mài đấy, nhưng mà nó xiết vẫn ok nhé. Bộ này là 2.3 nhé. Kèm một tai xiết, một cái bộ cái đầu này và 7 cái con led nhé, 1.3. Mã số 16. Hôm qua các mã số 17 nhé, lại mới về được một cái thước, thêm một cái thước này nữa. Cái này là 8.5 nhé, mã số 17. Mitutuyo này. Đó, Mitutuyo này, bộ này là cái thước này 150 nhé, 850.000 nhé. Vạch của nó là 0.01 trung xa. Đây, một vạch của nó là 0.01 này. Hàng thì đẹp nhé. Hơi dơ dơ xíu thôi, chưa vệ sinh về lau sơ cái này sẽ rất là đẹp luôn. À, thì mỏ miết thì không méo mó, không hở nhé, không hở ánh sáng luôn nhé. Để em lau lại, em sẽ test cái thước độ chính xác cho nó nhé. Đây, em cho xoay về chuẩn nhé. Đó, hoạt động êm ái nhẹ nhàng nhé. Đó, quay qua quay lại sẽ về chuẩn nhé. Nó đang bị lệch này, để em quay lại chuẩn nhé. Đó, về chuẩn rồi nhé, hoạt động êm ái bình thường chuẩn. Giờ em test độ chính xác của nó nhé. Thứ 150, một vạch của nó là 0.01 nhé, độ chính xác của nó này. Cái này block 6 ly nhé. Nè, cái thước này dung sai của hãng cho phép là cộng trừ 0.02 nhé. Đó, cộng trừ nhằm cho dung sai đó là cái thước này sẽ chuẩn. Này, còn rất chuẩn nhé. 6 ly mà nó hơi một vạch thôi. Đây, cái này gần độ chuẩn. Ở trên này còn rất chuẩn nhé. Rất là chuẩn. Thước này, cái mỏ này thì rất là chuẩn. Em đo cái lỗ. Cái lỗ này là 9.98 nhé. Dinh là 9.98. Đó, cái mỏ ở đây là bị hơi bị ngoắc một vạch, làm sai cho phép của nhà sản xuất nhé. Đó. Cái này thì còn rất chuẩn, ở dưới này, cúc chứa này còn chuẩn nhé. Nó nằm trong dung sai cho phép của nhà sản xuất hết nhé. Đó. Cái này thì còn rất là đẹp. Cái này là 850.000 nhé. Về được một cây duy nhất đó thôi. Hàng này em bán khoảng 20-30 cây rồi. Hàng này. Đó. Bán được khách cũng rất nhiều rồi. Đó, rất là đẹp nhé, 150 nhé. Cái này 850 nhé, mã số 17 nhé. Rồi, hôm nay clip em cũng lên được 17 mã hàng. Cô bác thấy cái mã hàng nào mà xưởng mình có thể đang cần thiết để xài thì có thể ủng hộ em nhé. Giá viết rồi em cũng có nêu rõ. Nó có lỗi gì em cũng có nói hết rồi. Cô bác thấy phù hợp thì có thể ủng hộ em nhé. Em cảm ơn các bác anh chị đã xem và ủng hộ kênh YouTube của em. Em chào các bác anh chị nhé. Chúc các bác xem YouTube một buổi tối vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhé trong clip sau nhé. Chào các bác anh chị.